Hello hello, xin chào anh em. Hôm nay thì em sẽ hướng dẫn anh em craft cái đồ Ulic nhá. Làm sao để được craft được những cái dòng ngon nhất. Thì trước tiên là anh em phải kiếm được một trong hai cái dòng bay này. Ví dụ như cái áo này đúng không? Thì em sẽ phải kiếm cái áo làm sao để có một trong bốn cái dòng này. Đây. Anh em nhá. Anh em sẽ tạo group này và kiếm cái áo hoặc là kiếm một cái option gì mà anh em cần. Đây. Thì em sẽ kiếm một trong bốn dòng này là Active Skill này, Aura, Strength hoặc là Energy Shield nhá. Thì kiếm một cái. Đây, em vừa mua cái này. Kiếm một cái làm sao để có một trong hai. Ít nhất là tier 3 nhá anh em. Đây, tier 3 trở lên thì anh em grab up lên tier 0 nó mới dễ. Ok. Thì anh em kiếm được một cái. Đây, tất cả những cái đều thỏa mãn này. Sau đó thì anh em craft thôi. Với cái này thì em chỉ cần đẩy lên tier 1. Tiếp theo này. Bây giờ thì em sẽ mua và up tier 0 nhé. Ok, up tier 0. Ôi giời ơi. Đâu rồi, đâu rồi. Đây. Ồ, bị mua rồi. Ok. Em sẽ hướng dẫn anh em craft nhá. Đây. Khi mà anh em up tier 1 rồi ấy, thì nó có thể ngẫu nhiên up tier 0, nó bị ngẫu nhiên nhá. Một, nó sẽ bị mất dòng này. Hai, nó sẽ bị giảm một sao. Anh em cùng xem là nó sẽ bị làm sao nha anh em. Ui, bị giảm một sao rồi anh em ơi. Thôi chết rồi. Con này bị giảm một sao thì cùi quá anh em ạ. Em đang tính grab một con ngon ngon. Thôi con này mang đi bán vậy. Chết không. Ok, để làm con khác nhá. Ok, để em kiếm lại một con mới này. Đây. Để mua lại nhá. Đây rồi. Đập lại cho anh em một con khác này, con kia bị fail. Ok. Với con này. Tiếp theo này. Một là mất dòng này, hai là bị giảm sao. Rồi. Ngon anh em ạ. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến Active Skill nha anh em. Và cái dòng cuối cùng là Energy. Chúng ta sẽ grab dòng này trước. Dòng này tỷ lệ thấp hơn, dòng này tỷ lệ cao hơn để chúng ta grab dòng sau nhé. Chúng ta sẽ grab dòng active trước, tại vì dòng này rất là khó. Lấy tier 1 cũng được anh em ạ. Úi dồi ôi, ok luôn này. Tier 4. Tier 4 thì không ngon, chúng ta có thể grab lại. Nếu mà ra tier 0, ra tier 4 thì cũng được. Nhưng mà với tier 1 thì chúng ta không cần phải tiếc đâu nhá. Chúng ta đập đến khi nào ra thì thôi. Một món này craft tốn khá là nhiều tiền đấy nhá anh em. Anh em chuẩn bị cỡ 1.000 đến 2.000 FE. Đấy, tốn mất khoảng 500 rồi đấy. Nhiều khi đỏ một phát ra ngay nhưng mà đen thì thôi anh em ạ. Là em làm mẫu cho anh em xem này. Rồi rồi, ok. Tiếp 1.
Ui, tier 6 luôn ạ. Tier 6 làm lại. Con này ít phải tier 2 trở lên. Ui dồi. Ui, tier 5 cũng được anh em ơi. Lai sư. Wow. Rồi, bây giờ em có một cái áo này không có dòng gì đúng không? Nhưng mà có corrupt dòng này rất là ngon. Thì bây giờ em muốn chuyển đổi những cái dòng này sang cái áo này. Thì bây giờ em sẽ đến gặp thằng này nhá. Và em sẽ để cái áo mà cần giữ cái buff fix là bên trên này vào trước. Tiếp theo là sẽ vào đây. Ồ, bị thiếu mất 10 cái nguyên liệu. Em sẽ chuyển những cái dòng này sang bên cái áo của cái áo crop xịn này nhá anh em. Cái áo này có 8% thôi. 8% thôi thì không ngon anh em ạ. Để mua cái áo khác. Đây, chúng ta tìm cái áo nào mà nó cái dòng này phải 10 anh em nhé. Đấy. Cũng khá là rẻ đúng không? Không phải đắt. 18 thì sao? Ui, đang có một cái 80 luôn ạ. Ui. Ngon quá, ngon quá, ngon quá. Đây, mua sẽ mua 10 cái này nhé anh em. Mươi chín chín này. Ok. Rồi, bây giờ thì sẽ làm sao? Bây giờ em muốn cái áo này giữ cái dòng này. Nhưng mà cái áo này dòng cùi đúng không? Thì em sẽ đẩy cái áo này sang. Ok. Anh em cùng theo dõi nhá. Từ một cái áo lởm thành một cái áo ngon như thế nào nhá. Đây. Bên này sẽ là chọn cái. Em nói lại này. Đầu tiên chúng ta sẽ phải chọn cái áo ngon trước nhá. Cái áo có co dòng co ngon này. Vào trước. Tiếp theo. Chúng ta sẽ chọn cái áo mà đã có cái grab ngon này rồi, chúng ta vứt sang bên này. Ok chưa anh em? Đấy. Ok. Ngon luôn anh em ạ. Anh em nhớ đến cái con NPC ở cạnh này nhá. Clockwork Bat Ballet này. Ok anh em.